Có bát quá nước ra xanh ghê không? Đó, và có hệ thống bát wash mới được. Đó, nước nó xanh vậy, để chập cho nó trắng chút. Ồ, nước vẫn còn xanh là mình chưa có thúc mà. Nhưng mà mình bát wash nước cũng đỡ được nhiều, thấy không? Nước nó không có xanh như hồi nãy nữa, nước nó trắng rồi đó. Cái hồ mới bỏ ra mà nó xanh lại này. Vì lý do là cái đồ mà làm chlorine á, bỏ chlorine mỗi tuần mà mình không bỏ là nó bị xanh à. Vì nước mưa xuống là nó sẽ xanh. Nó có pH, pH nhiều quá là nó sẽ bị xanh nha. Yeah. Nếu mình bỏ thêm nước nè. Nước này thì nước này nó đỡ nước mưa, nó có pH cao và 1.7. Có axit ở trong. Thường thường nó ok. Rồi mình để cái hệ thống cho nó chạy. Không cần chà luôn, mình thử không cần chà mà bỏ là nó chết hết rong luôn. Đó, mình bỏ cái loại mà power loại nó đắt tiền, loại mạnh á. Nhưng mà mình đang đợi cái máy để nó lọc về. Đó. Vẫn còn đang chạy kìa. Mình đang đợi cái máy để nó máy chập chỉ cho coi nè. Đợi cái máy lọc về. Lọc là nó làm nó tự làm mà chlorine á. Đây. Cái máy tự làm chlorine đây. Nó bị ngưng nè. Cái standby nè. Thường nó nổi tốt là để là chlorinate. Yeah. Mà không có chlorinate là nó standby. Đang hệ thống vẫn chạy. Nó bỏ nó lại, bỏ ép hơi ra không sao hết. Để là mình backwash. Cái hệ thống này thì có hệ thống backwash. Trước khi bỏ thuốc mình backwash. Thường nước dơ đồ này nọ nó vô đây, nó chứa trong cái bình này. Chứa nằm phía trên á. Thì nó lọc hết ra đây, trong này là bình cát. Nó lọc nó dính ở trong. Sau khi mà nó dính ra này xong rồi đó, trước mình bát quá là nó đẩy ngược lại. Nó tống những cái này ra. Sau ngày lúc nó hôi nó thúi. Hồ không sao nhưng mà đồ trong này nó chứa. Nên cái đó là mình phải có... cái đồ password là đẩy nó ra. Cho cái đó tháo ra, bên trên mình tháo lần rồi mà mở ra thì không có lấy được. Tại nó mình phải kêu chuyên nghiệp tới để họ có thể họ làm gọi là đêm thay khác. Có thể lâu lâu cũng nên thay khác. Thấy giờ nước nó đỡ bớt không? Nè, thấy nước nó đỡ bớt không? Nó không có còn... nó không còn đục giống hồi nãy nữa. Đó, mình để nó khoảng chừng 3-4 phút, 4-5 phút gì đó. Cho nó trong bớt, không cần phải thay hồ nha. Nhưng mà làm này nè, nước bắt đầu dơ dính cái gì nè. Rêu ghê chưa. Này gì vậy? À, cát gì nè. Dính ghê ghê. Này cũng lần đầu tiên thấy nha. Này mấy rêu nó chết quá. Đây xung quanh nó chết á. Bỏ thuốc này nó mạnh nó chết. Đó, nước chuẩn bị trong lại rồi đó. Nhìn nó xanh vậy chứ mà mở lên nước nó trắng. Đó, thấy sự khác biệt không? Không hiểu thì mình tưởng là nước à nó xanh rồi ra ngoài, nó xanh không có. Này nó để cho nó xanh như vậy là quá dơ ở trong này. Đậm lắm nên mình bass quát. Hồ nó dơ ghê không? Đây anh chị, sau khi bỏ thuốc này, cái màu nó đỡ thấy không? Mấy chỗ mà còn xanh xanh đó là nó đóng xuống dưới rồi. Nó viết mấy cái mấy bữa là xanh này, bây giờ nó giống như là nó viết mấy cái rêu á, nó chết nó nằm ở dưới đó. Có cái máy hút là ok ha. Có máy mà để máy hút, nếu mình hư mình chưa sửa, mình sửa không được mình phải mua máy mới hút. Là có đồ mình hút dưới này là nó xong, hoặc là mình bỏ thuốc nhiều lên rồi nó giết hết mấy này, pass quá ra là xong.